Em dễ. Bình tĩnh đấy. Đi đâu luôn? Tao chỉ muốn nói chuyện, nghe tao nói đã. Ra đây. Từ từ. Tao chỉ muốn mày đọc cái này thôi. Đọc đi. Đọc cho kỹ vào. Đây là giấy nợ của bố mẹ mày. Bố mẹ mày nợ bố tao 100 triệu. Trong này ghi rõ rồi. Nếu nhà mày không trả được cho bố tao ấy, thì cái nhà chị em mày đang ở ấy, thì sẽ là của bố tao. Của bố tao ấy, thì chắc chắn là của tao rồi. Hiểu chưa? Mà bố mẹ mày chết rồi ấy, thì làm gì còn ai mà trả. Nào, đúng 3 ngày tao sẽ dọn sang đấy ở. Vậy nên ấy, mày về mày bảo chị mày sang cầu xin tao đi, để tao xem thiện ý thế nào, có xứng đáng để tao lấy làm vợ hay không, rồi tao tha cho nhá. Dành con bố lao bố toét. Còn mày nữa, đừng tưởng mà tao không đánh trẻ con được đà. Bố lao bố toét. Còn tiền, còn rượu, còn đệ tử. Hết tiền, hết rượu, hết em tôi. Ôi, không có rượu thì buồn đâu. Cứ chi? Đây! Mày mang cái chai này, bỏ nước vào đi. Rồi bảo mấy đứa em mày nhặt ớt vào cho tao để tao làm rượu, nghe chưa? Nhanh lên! Ôi, chứ không có rượu thì buồn luôn. Đứa nào đánh mày? Thằng A Cương ạ. Thằng A Cương? Mày là con của ai vậy? Làm sao thằng A Cương nó dám đánh mày? Mày nói dối đúng không? Mày nói dối nhá. Mày nói dối. Mày đứng đây. À. Sao mày đánh nó? Mày không dạy được nó thì để tao đánh mày. Tao làm gì đâu mà mày đánh tao? Tao đánh mày. Làm gì mày không dạy? Tao làm gì đâu? Tao làm gì đâu? Mày làm gì đâu? Mày con mày hùa nhau. Nói xấu ông hề. Để thằng Cương nó điên lên. Nó đánh con tao. Tao có biết gì đâu. Tao không nói mà. Mày không nói. Mày không nói gì mà nó đánh con tao. Tao không biết mà. Thằng này. Tao hỏi mày. Có đúng thằng Cương nó đánh mày không? Đúng không? Rồi, có chiều rồi, có thịt ăn rồi. Ở nhà, nấu cơm đi. Đi, theo tao. À Vừa. À Vừa. Sao lại sốt cao thế này? Vũ. Vũ. Anh ạ. Cậu làm sao đấy? Dạ không ạ. Em đang đun nước để chườm cho A Vũ. Thằng bé sốt quá anh ạ. Có chuyện gì? Anh ơi, Vũ nó bảo mẹ nó về. Luyên thuyền. Sao để thằng bé sốt cao thế? À,
Em có gọi chị Phương mà mãi chưa thấy đến ạ. Thôi, cậu qua nhà rể xem thằng giấy nó làm sao, rồi nhân tiện hỏi tại sao thằng Cương đánh hai thằng. Dạ vâng ạ.